cái gì vậy bà nội? Chết rồi. Làm gì vậy ạ? Tôi làm gì đâu, nãy giờ tôi ở đây thì tôi làm gì đâu, kìa tôi. Em đứng bên đường tao tắm nha. Sao biết hay vậy? Nãy giờ kinh nãy giờ luôn. Bà ơi, mày thấy cái gì rồi? Đen thui có thấy gì đâu. Mày em hết chuyện mày ngồi mày đừng tao tắm. Kệ tôi gần như kệ tôi. Mày biến thái vừa thôi. Tôi đang có công chuyện nha. Để ra tôi đi vô coi. Vô đó làm gì? Vô lấy cam. Vô lấy cam. Cam gì? Camera. Camera. Ra đâu? Đặt nhà tắm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi vậy? Mẹ. Ai à? Mày đéo không? Mày bữa giờ mấy anh kia xin số bà không cho thì mấy anh có nói tôi là mấy anh sẽ chuyển tiền cho tôi mua cái camera đặt trong nhà tắm có gì gửi cho bạn coi. Kệ tôi. Ra khác đây. Cái gì đó mày, mày hết chuyện rồi, má mày biến thái rồi thôi. Tôi không biến thái, mấy ông trên mạng biến thái rồi, mấy ông nói tôi là anh sẽ tụi anh sẽ lập một cái nhóm là chay tân. Là chị đưa em một số tiền là em đi mua một cái camera sắc nét cho anh UC3GO về đặt trong phòng tắm luôn ấy chồng. Tôi chỉ làm theo mấy anh đó thôi. Tôi lại vì tiền bất chấp làm tất cả. Mày đưa chân. À, à. Trong đây á, hồi nãy giờ bà chỗ bà làm gì vậy? Bà tắm không có cởi áo không? Không. Tắm không cởi áo? Không. Có cởi quần không? Không. Đi bà tắm bằng kiểu gì? Đây, bà tắm bằng kiểu gì? Chó. Bây giờ bà lấy thẻ nhớ này không? Phải không? Hồi nãy bà tắm không có cởi áo không? Không. Không hả? Không, để tôi cho mấy anh em đi coi lại coi có cởi không? Ây da. Mày. Tôi không có gình nha. Mẹ mà chứ lúc đó làm gì? Tôi chỉ có đặt camera thôi chứ tôi không có gình nha. Đồ biến thái. Thái gì trời? Mày thấy cái gì rồi? Mày thấy cái gì rồi? Đen thui có thấy cái gì đâu. Đen thui cái bà nội mày chứ đen thui. Sao tôi mặc đồ đen hả? Thì tôi nói đen thui có thấy gì đâu, bà nghĩ gì vậy? Có cái thẻ nhớ cho kỹ nha. Tao có thể nhớ cho kỹ nha. Cắt kỹ chưa? Đưa tao. Làm gì? Làm gì? Đưa thẻ nhớ cho tao. Đưa cho mày làm gì? Nè. Ôi. Mẹ đưa thẻ nhớ cho tao. Hồi nãy con hỏi bà thì Tâm có cởi áo không? Bà kêu không. Không thì thẻ nhớ đâu quan trọng đâu. Ừ, không quan trọng đâu. Mày mày coi cái quần què trong đó. Tay bảy coi. Tay bảy coi. Ừ, công nhận camera cái vụ chi ba câu ngon thiệt. Đừng có thẻ nhớ đây. Mà giờ có thẻ nhớ mà đập cũng được. Nè đập đi. Đập đi hả? Hả? Thẻ nhớ cho ta. Đừng có thẻ nhớ đi coi. Mẹ mày đưa không có thẻ nhớ tao chưa? Mày phải giữ cà, em không giữ nha. Camera của người ta đưa thẻ nhớ thì sao quay? Ừ. Thẻ nhớ không có. Có hết nè. Ê, bữa nãy bà đứng tắm mà bà ngồi tắm hả? À? Ê, bữa nãy bà đứng tắm mà bà ngồi tắm hả? À? Cái chuyện của tao mày hỏi gì? Bà đứng ra bà ngồi. Trời ơi, đưa cái thẻ nhớ cho con tao. Camera mà không có thẻ nhớ sao mà ghi hình? Cậu! Bây giờ mày muốn lấy thẻ nhớ đúng không? Dạ. Tại sao lý do nào muốn lấy thẻ nhớ? Phải nói có hình ảnh con trong đó. Ủa anh nói Tấm không cởi đồ mà sợ gì? Tấm cởi đồ sợ gì? Thôi lâu. Vậy thôi không có được, giữ nó làm gì? Giữ đặng cho các anh em coi. Có gì trong đó trời. Bây giờ mà muốn không muốn lấy cái thẻ nhớ thì phải đi mua trà sữa uống thôi. Thầy Bảy ơi, thầy Bảy tưởng tượng cái cảnh thầy bỏ Tấm chậm thầy Bảy. Trời ơi, tôi kêu thầy Bảy tưởng tượng với tôi tưởng tượng đâu. Mẹ, mày tưởng tượng mình ngồi mà nghiêng như mình nhanh khoái lắm vậy.
Ba hả? Tôi mày tin tưởng à? Vậy mà ngồi rình tao tắm nãy giờ đó. Hô Phật, rình mới sợ á. Vậy lúc đó làm gì? Để là tưởng tượng cái cảnh đang tắm này nha. Cậu thả thử nó con cậu. Trong vòng một ngày nếu mày ngoan ngoãn sẽ trả, hãy nhớ cho. Bây giờ việc đầu tiên là đi đâm muối cho cậu với thằng Gờm ăn. Em muốn làm gì? Đâm muối thằng Xài á. Tại tôi đã nhận tiền hết của mấy ông kia rồi. Má ông nội nằm biến thái dữ vậy trời. Tôi sẽ gửi cho mấy ông đó xem một đoạn ngắn thôi là trailer, bạn hiểu không? Trong một bộ phim hay á. Bà thấy bộ phim Lật Mặt không? Là bộ 6 không? Không phải có trailer. Là tôi sẽ quay cái khúc trailer gửi cho mẹ ổng mà, cái khúc mà 30 giây á. Đây nè. Cái khúc đó là khúc trailer, không? À, tới khúc đó là tôi sẽ chèn A few small meme anh. Mẹ mày. Hồi nãy á, tao vô tao mép bà táo rồi mày tới câu chuyện mày. Thà hồi nãy lúc nãy bà đi tắm á, bà bịt lại nè. Thì đâu ai biết bà là ai đâu, đúng không? Có một chuyện bịt lại chi. Mày nhớ bữa sau đi tắm bất cứ chỗ nào, nhà người ta hay là khách sạn nhà nghỉ đều phải bịt mặt này lại hết. Là mình tránh tình trạng người ta quay lén. Ai con cháu mày biến thái mức độ đó luôn á. Tôi không có biết nha, cậu Bảy đưa ý tưởng luôn á. Tại cậu Bảy nói là cậu Bảy cũng thích bà đó. Hả mô Phật à. Nói xà lơ. Bây giờ là tôi chuẩn bị là 6 giờ đúng 6 giờ tối nay là tôi sẽ cho trailer đăng lên trên kênh Thượng Gầm Chôn. Tao lại mãi không. Tao làm xong rồi đưa tẻ nhớ cho tao. Bây giờ ra điều kiện gì mày cũng phải làm, đi đâm muối. Ủa lỡ như cũng làm mà cậu không đưa thì sao? Đưa. Uy tín người ta nói đưa, còn không làm là không bao giờ đưa. Bây giờ bà lại ôm hung cậu Bảy một cái đi. Thôi về mẹ đi. Cậu tao cho mày ăn dép thiệt bây giờ đấy. Mày dẹp mẹ ăn đi. Mày nghĩ sao vậy? Tao không thèm. Tao đi thiến rồi con. Không cho bảy cái sức môi luôn á. Bây giờ có đi đâm muối không? Có đi hái xoài không? Đi đâm muối đây. Mày lấy điện thoại mày ra gắn cái thẻ nhớ vô. Rồi chơi, vô đi. Con sẽ chuyển. Gì trời. Đâm muối tao phải vui lên nha. Có kẹo thơm cả nhà. Xíu nó ra là có kẹo uống trà sữa nha mọi người. Có kẹo uống trà sữa nè. Thầy Bảy thèm chảy nước miếng luôn mà, sợ sợ hoài luôn. Thèm á. Vậy rồi kìa. Em trời ơi tao tối. Ối mà hồi nãy cầm cái rồi. A few moments later. Vì chữ tao, vì chữ tao tôi lắm. Đâm muối nè, con cháu ăn chậu ăn đi. Rồi. Đâm muối là nói chuyện đàng hoàng lịch sự người ta mới ăn nè nha. Đó muối đó, con cháu ăn chậu ăn hết đi này, ăn hết chén muối đi. Nói chuyện lịch sự mới ăn, bây giờ bà muốn quạ không? Rồi Bảy thấy nhớ rồi. Món ơi, 6 giờ trên kênh Thượng Gầm Chôn nè. Giờ muốn sao? Đứa cháu đây. Cầm chén muối, lại nói ra ngoài nói. Dạ con mời cậu Bảy với anh Thượng Gòm ăn. Ăn luôn hả? Cậu Bảy với anh Thượng Gòm ăn muối thơm thảo với gia đình con. Anh mụ nổi mày á. Cầm nào bà. Để nhớ cậu Bảy 6 giờ kênh Thượng Gòm Chôn. Bắt đầu làm lại nè. Action vô. Nè muối này hao của nội của con. Nữa đưa thầy nhớ. Chứ muốn sao? Cậu Bảy anh Thượng Gòm ăn xài cái muối với em. Làm mặt thái độ vậy, thái độ vậy. 6 giờ kinh thường gồm cho anh nha. Giờ sao muốn phát tán cộng đồng mạng không? Nhanh lên. Vô. Dạ, cậu Bảy anh Thượng Gòm muối đây. Dạ, cậu Bảy anh Thượng Gòm muối đây. Đó, trời ơi, chơi như vậy à. Vậy là lị mới thích á. Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn đó. Đừng để ngộ lóng, ngộ mà lóng là ngộ đi tắm luôn. Mà ngộ đi tắm là ngộ đặt camera UC ba câu luôn. Ăn đi, đó ăn đi. Ăn không ăn? Dạ đưa camera đây, ê đưa thầy nhớ đây. Này, trời, chưa? Ta nói tới chiều lận, còn nhiều việc phải nhớ trong cậy lắm. Còn nhiều việc nhờ bà làm lắm, tại vì cậu cháu tôi làm không được. Ê, cậu Bảy tôi bị bệnh tai biến mà, còn được đâu. Cậu cháu bị liệt rồi. Cậu Bảy bị liệt cây giữa rồi.
bị nóng trong người nổi mụn nhiều quá. Bây giờ đi mua rau má cho tao uống đi. À đúng rồi. Tiệm mua rau má cho tao uống. Ăn cái này là phải có nước uống. Bây giờ bà điện ra ngoài cái bà mập mập mà ngay ngã ba mình đó. Ngay ba mình có một bà mập phụ nhà bà bán trà sữa rồi, hiểu không? Bà nhìn cái tướng của bà thôi là bà biết bán trà sữa rồi. Bà đặt cho tôi là một ly trà đào. Bà uống gì? Rau má. Uống rau má. Còn Quầy Thương nữa. Quầy Thương nó sẽ uống trà sữa. Bà đặt 3 ly. Bà uống gì bà kêu luôn. Cứ kêu thoải mái, tiền bà trả mà. Mày ăn sao uống trà sữa cho mày ỉa hả? Kệ cha tôi ăn uống kệ kệ tôi. Chịu gì chứ vậy? Mày uống gì? Uống gì? Mày uống nước gì là có người đãi. Ai đãi? Bà Phương đãi. Đãi hung nụ mày á. Đãi hung nụ mày á. Bây giờ ai đãi nè? Bây giờ tôi hỏi bà ai đãi nè. Chưa thể nhớ của bảy 6 giờ kinh thường gồm cho. Mày uống gì? Mày uống gì? Con uống trà sữa mà uống 2 ly. Mày uống ké muốn gì tình dữ vậy? Để mày người ta nói em tôi. Con này là trước giờ là nó ăn cái gì tôi cũng mua nó 2 phần hết á. Lũ đạn tôi cũng mua 2 trái. Mà bà nội tao hả? Nó ăn ké con ăn 2 phần nữa. Giờ chịu không? Chứ con này là trong nhà này là gia đình tôi thương nó nhất. Mỗi lần mua gì cũng mua 2 phần, lũ đạn tôi mua lần 2 trái đó. Vậy con uống 3 ly. Chạy rồi. Vậy con uống 3 ly. Được con. Thôi rồi. Con mua về cho má con hả? Mày mua cho dòng họ mày uống hả? Dạ. Rồi mày uống ké mà uống gì mà uống cho cố vô. Hãy nhớ là con 7, 6 giờ kinh sự gần cho anh. Ủa vụ gì vậy? Rồi 3 ly đúng không? Đó. Dạ. Ok. Mày cái gì? Tôi trà đào. Còn bảy con má. Đào đào đắp mày luôn sao? Nghe mẹ tôi. Trời sao? Má. Ý bà giờ sao? 6 giờ kinh thì gồm cho ok. Để đây. Điện thoại đây. Bóng điện thoại đây đặt đây. Bà trà sữa lắm không? Ừ, đặt cho mày. Mày điện đây cho bà này nói chuyện. Chứ mày nói chuyện là bà bẻ qua mắt mày cả. Mày cứ ngu. Rau lên ăn cay lắm, không có nước uống nè. Đây nè chị, ba cho em 2 rau má, 1 trà đào, 4 trà sữa, 4 trà sữa, sô-cô-la hả? Dạ. Đúng rồi. Trà đào nữa. Một ly trà đào nha chị. 2 ly trà đào bỏ nhiêu đào nha. 1 trà đào, 4 trà sữa. Rồi đeo nhà bác Tám nha. 2 rau má. Rồi. Bỏ gì tép mỡ hả? Lộn bỏ nhiều tắt luôn rồi. Tập pin. Đây, mua uống vui vẻ nha. Đó tao mua rồi đó, mày muốn gì nữa? Mày vui vẻ lên. Thôi uống mà cái mặt. Tao tốn tiền tao mua đâu phải vui vẻ nữa hả? Đi hái cho vài trái xoài nữa coi. Đúng rồi, anh Bảy hái vài trái xoài, hái cho anh Bảy ăn đây. Cậu ơi, cậu bị liệt cái sao cậu? Bữa nay tôi nói mày muốn ăn uống gì thoải mái không tốn tiền. À, thì ra là vậy. Đây, đưa thẻ nhớ đây. Đi hái xoài chứ gì? Đúng rồi. Vậy gì chạy? Đi hái xoài mà làm cái giọng tiếng ghét gì chứ. Ủa sao nay bà Hương có chịu nghe lời mình vậy? Mình còn tao có một bí quyết nắm trong lòng bàn tay. Tao chỉ cần mà tao bóp lại bà Hương ghế là tắt thở, rồi tao thả ra là bà thở. Dữ vậy sao? Tao. Coi nha. Má nắng chanh chang luôn á. Tao bất hành tao lại đi. Anh Hai ơi. Anh Hai ơi. Cái gì? Con muốn ăn cái xoài bự hơn cái xoài nhỏ không thích? Con muốn ăn cái xoài bự hơn cái xoài nhỏ không thích? Em tôi nó muốn ăn xài bự hơn, xài nhỏ nó không muốn ăn. Mẹ, cái cây xoài có nhiêu đó thôi à, chắc có nhiêu đó thôi, đòi bự đâu ra. Đi ra cây xài lửa cháy bự hơn cho tôi. Đừng có để tôi nóng nè. 6 giờ kinh thường gồm cho anh. Đúng rồi. Để không thôi, lấy ra cà nước đá uống cũng được. Để cà đá uống chưa ơi. Vậy sao? Ê, thái độ như vậy là không có tốt nha, không thành khẩn nha. Vui vẻ lên nào. Trời à, mô Phật à. Hả? Anh nết vậy đó là sao lấy chồng? Ừ. Nết này quỷ hà bá lấy ra đấy. Cậu tính ra nãy giờ cậu cháu mày ăn không gọn cho tao xin miếng nào luôn trời. À. Mày bị liệt hả? Vậy kêu bà Hương ấy là gọn mình ăn hả? Ừ rồi, đừng gọn. Đừng gọn. Đừng gọn á, để kêu bà ra gọn mình ăn. Đúng rồi đó, hợp lý. Thôi. Nó mới tắm. Tài nó chà lung tung. Nó gọt cho mày ăn mì đớ họng luôn con. Tao không ngu. Con nhớ cậu mới đi đái xong luôn á. Tôi đái được chuyện của tao. Nè nước nè bà cố nội. Gọt xài cho anh Thuận ăn coi. Ê à, trời ơi, cháu quýnh anh Thuận luôn. Ủa mày bị liệt hả? Mày bị cùi hả? Mày không gọt được. 18 giờ trên cơ Thuận gọt cho anh. Giờ ý thì sao? Gọt xài cho anh Thuận ăn coi. Ừ. Vui vẻ lên, gọt xài vui vẻ lên. Mặt không quạo, tươi cười gọt. Hả? Mua hoặc xem đi chín ngón rồi. 18 giờ trên kênh Thường Gồm trên. Ờ. Còn thái độ phải vui rồi nha. Đồng muối cay quá trời cay.
mày. Trời, sao chửi mẹ con mà nội con hoài vậy? Ăn cái chuyện trải chết bà nội mày luôn. Ê, ở bữa là con Thôn thấy là cậu cháu mình là đâm muối ăn là nặng miếng chanh, miếng bắp chuối nó mới ngon đúng không? Đúng, con muốn ăn bắp chuối nặng chanh. Mua bắp chuối đâu? Muốn ăn. 18 giờ trên coi Thượng Gồng trên. 16. Ờ, 18 giờ đúng rồi. 18 giờ đúng rồi. Giờ ý sao? Tao bỏ thuốc sổ vậy, tao với mẹ rồi mày. Nó bấm gì vậy? Ờ, nói gì đâu. Nói gì vậy? Nó nói gì đâu. Ê, không được nói bậy bạ nha. Sao câu hết linh nghiệm ta? 18 giờ trên kênh Thường Cầm trên. Cô Nế cầm cái liềm đi học cái bắp chuối về đây coi, mau lên. Nhìn vậy đi thọc bắp chuối cho anh bậy hết à. Đang gọt xoài luôn á. Rồi gọt xong rồi, đưa đây cho anh Thượng đây. Ê anh Thượng biết rồi, ok. Dạ ăn bắp chuối chấm muối thôi. Hai cái bắp chuối chấm muối. Bắp, dạ, bắp chuối đâu ra mà hai má. Không, tôi không biết. Nặng chanh rồi. Anh Bảy, anh Bảy chỉ cái hướng để đi hái, anh Bảy chỉ cái hướng đi. Đó đi đi. Đó đi đi. Chuồng gà hả cậu? Đi lẹ lên nha. Anh Bảy chỉ vô háng không anh Bảy? Mày khoái háng không hả? Bảy chỉ bảy bạo mà. Nhưng mà giờ con thèm lắm rồi đó. Ăn món khác đi, bắp chuối không có đâu. 18 giờ lên Thượng Cầm trên. Sức, chịu, sức kiên nhẫn của con người có giới hạn. Giờ có đi hay là không? Đếm từ 1 tới 10. Bà có muốn làm tôi làm chai lơ 30 giây một cái khúc cởi áo không? Ờ. Ai cởi áo? Mày không biết đâu. À. 1 2 3 Bắp chuối cái gì? Bắp chuối cái gì? Đúng rồi. Ăn tới ông muộn nội cho mày sao? Rút điều có cái liềm á. Ê, ăn tới ông muộn nội tụi mày luôn, chửi cả cậu luôn á. Kệ, chửi sao chửi, nó chửi muộn nội tao chứ đâu chửi tao đâu. Bắp chuối nặng chanh. Mẹ nó, chị bắn trên cha mày 2 giờ chưa đi thấy bắp chuối. Má nó thành ghê lắm. Mẹ tao mà bắp chuối cái đầu thái luôn. Mẹ nó thì có ăn, mẹ nó gì. Biết miệng này có bắp chuối à, có bắp chuối. Ăn té muộn nội tụi nó hay sao? Bị liệt sao á, bị liệt cả đám rồi. Tay chân sao mà. Cũng chằn nhằn lắm trời. Thằng mẹ không nghiêm túc rồi đấy. Thái độ này trời nắng chang chang 12 giờ chưa bắt được hái bắp chuối. Biết mùa này phải mùa chuối bắt hái bắp chuối, quá đáng vừa phải thôi. Ủa mùa này không mùa chuối mùa gì? Mà ăn bắp chuối là phải có chanh nữa mới được à. Mà ăn bắp chuối là phải có chanh nữa mới được à. Chanh à? Vô lấy chanh đây. Lấy chanh coi, lấy coi. 18 giờ chín. Lấy chanh nữa hả? Lấy chanh. Đi đi. Biết điều là gặp nhiều may mắn. Mình không biết điều cho tắm nha con. Mình không biết bị liệt cái sao mà. Hiểu gì trời. Bà chửi ông bị liệt kìa. Mày á. Chửi mày á. Chửi mày á. Chửi chửi anh á. Chửi bắt máy chân. Bắt thầy luôn trời. Ngày này nó phát tặng hai cho mình xanh cỏ ta. Nè chanh nè. Là bấm gì vậy? Có cắt ở giờ mới hả chết. Mày bị liệt hả? 18 giờ anh cơ nhận ngầm trên á. Con này thông minh nè. Được, cứ nhớ coi thằng chú cho anh. Dạ. Bất kể đi gặp nơi nào mà có bà Phương Ghế cứ nói vậy cho anh. Phần làm dâu đời mấy ai thương. Trời cắt chanh mà như cắt anh hai. Trời. Cắt chanh cái gì? Nè, bà nặng vô đi. Trời ơi, trời ơi. Nhích cái ghế xịt lên kia miếng coi. Sắn chết bà luôn sao nằm. Ừ. Chịu kia miếng ơi. Mày liền hả? Thiên cái giọng ra qua một bên ơi. Cậu khí đi. Quá nè. Ăn thủ cho nè. Tới miếng. Đã chạy. Đổ nước bây giờ. Con thái độ không được rồi đó. Thái độ gì đâu kỳ cục. Rồi cho anh hai.
Rồi. Qua đó ngồi đây. Nặng chanh vô. Rồi lấy cái dao nè. Xắt cái bắp chuối đàng hoàng đây. Ngồi xương. Mặt quạo 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 quạo. Nhìn cái mặt là không có hãm rồi. Nhìn cái mặt hãm tài. Đừng để tao khóc cảnh này. Cái gì? Mày nói nhìn cái mặt là không muốn hãm hả? Ông bị điên rồi. Tao mới nghe rõ ràng luôn. Tao cũng nghe luôn á. Này cậu cháu thì bị điên rồi. Nghe là nhìn mặt là không muốn hãm rồi. Nhìn mặt là hãm tài. Ê, thái độ gì vậy? Mâm dao lột. Mới thái độ gì luôn á? Mà chạy sữa hay sao rồi? Tới chưa? Đã kẹt xe. Nãy đặt thêm 10 trời, trời đủ xanh từ đây ra ngã ba có 500 mét kẹt xe. Nhìn lên lên coi. Giờ sao? Dễ đôi ra. Đập dập ra đi sao ăn? Không có chửi nha. Mình lớn có lông nách rồi. Là ba người mê. Đem đây đập nè. Đập đó mấy con trộn mấy cái đất cát vô rồi ai ăn. Thì làm cái gì trời? Mọi thôi á. Cứ âm 3 triệu á. Ôi trời ạ. 18 giờ kinh thường làm trôi bây giờ á. Thôi tiêu luôn rồi. Đập cái gì? Làm cái gì vậy? Mà làm cái gì vậy? Đập. Bạn muốn Thanh lấy cái cây đập ghê vậy? Làm sao cho sạch sẽ vậy ta? Trời ơi, đập như đập đầu anh hai của gì trời. 18 giờ cái gặp trên nha. Thái độ ghê. Thôi dừng ơi, trời ơi. Lòi bánh ghê luôn rồi. Lòi phèo luôn. Thôi để tao trẻ rồi, hồi nó trẻ rồi, thôi thôi. Nặng canh vô chưa anh hai? Nặng canh vô anh hai? Nhờ không được cái gì cho. Mốt làm dâu người ta quýnh ở lòng mồi luôn. Lòng mồi là gì? Lòi à. Rồi sao, thầy nhớ đâu? Chưa có chạy sữa, thầy nhớ gì? Nhớ gì trời. Dùng dùm coi. Ủa bị liệt hả? Đây có dục không? 18 giờ kinh thường làm trên. Cậu thanh dục ai chọi mặt người ta dằn mặt hả? Ủa kêu dục mà thì dục. Đừng thấy đội nha. Còn mỗi cái muối là ta ăn thật. Ăn không? Không, no rồi. Bắp chuối này không phải bắp chuối xứ à? Đúng rồi. Ăn hai khác à? Ăn hai khác à? Thì chỉ bắp chuối xứ á. Mày đi mày kiếm. Bắp chuối xứ đâu ra mày lấy? Không cần biết. Mày được vô rồi hai bà chân hả? Thôi con cũng chơi là ai trời. Công nhận tiêu bom này ăn ngon ha. Nó ngon. Bom nguyên bịch tiêu xanh luôn. Vui không? Sao vui? Nước sự người ta về vui không? Sao vui? Bà thấy vui không? Vui. Tao thấy tao không vui vậy đó. Vui sao không vui? Tao mà thoát khỏi cảnh này tụi mày còn vui với tao. Giờ tôi hỏi bà có vui không? Bà vui không? Nổi mẹ vui. Vui không? Không vui là tôi cho lên 16 giờ chai lơ. 18 giờ. Ừ, 18 giờ chai lơ. Vui không? Vui, vui. Rồi đi. Rồi đây. Tôi tưởng cái cảnh bà nãy mình làm ở đây. Rồi đây coi. Vui cười lại coi. Tôi vui sao? Vui sao? Vui sao? Làm lại đây. 18 giờ kinh thường cho nha. Hồi bữa tôi chạy ngang tôi thấy chỗ kia cái lò mà nó quay cày á. Cậu thấy cái cảnh mà người ta quay cái con cày không? Thui cày lên cái nó nhận không? Bà nghe con cắt kè mới kêu không? Có nghe con cắt kè mới kêu không? Làm gì? Lấy cái thang lên bắt cá kè xuống tôi nhậu. Lấy cái thang lên bắt cá kè xuống tôi nhậu.